nhằm làm giảm tới mức thấp nhất thiệt hại do bão số 14 gây ra đối với cơ sở vật chất và cán bộ giáo viên, học sinh toàn ngành, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã chủ động có những phương án phòng chống trước khi bão số 14 đổ bộ vào địa bàn. Phòng giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo tất cả các trường học chủ động phương án đối phó, tạm dừng các cuộc hội họp cho học sinh nghỉ học. Theo thống kê sơ bộ, toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện không có thiệt hại lớn, song hầu hết các trường đều bị gãy đổ cây bóng mát, các biển pano tuyên truyền, vỡ cửa kính các phòng học. Một số trường mầm non bị tốc mái tôn nhà để xe, khu vui chơi. Nhân trường Trung học cơ sở Hưng Đảo bị đổ hơn 30 mét tường rào với tổng trị giá thiệt hại trên 30 triệu đồng. Ngay sau khi bão đi qua, phòng giáo dục đã thành lập các đoàn tới kiểm tra, nắm bắt tình hình, chỉ đạo các trường khẩn trương triển khai dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Sáng ngày 12 tháng 11, tất cả các trường học trên địa bàn toàn huyện trở lại hoạt động dạy và học bình thường.